Đúng 14 giờ 20 phút, chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đây là lần thứ 3 các tuyển thủ của chúng ta được hạ cánh xuống lối đi VIP A. Lần đầu tiên là vòng chung kết U23 châu Á, sau đó là Asiad 2018 và bây giờ là vòng chung kết Asian Cup 2019. Ra sân bay đón đoàn có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải, các lãnh đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao và của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tạo điều kiện tối đa cho toàn đội khi đội tuyển về qua lối VIP A, nơi chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn bộ thành viên của đoàn được tiếp đón lòng trọng. Dù trải qua một chặng bay dài khá mệt mỏi, nhưng toàn bộ các thành viên của đội đều hạnh phúc trước sự chào đón nồng nhiệt của các cấp lãnh đạo cũng như người hâm mộ. Mặc dù hôm nay toàn đội đã có một chuyến bay rất là mệt mỏi, nhưng mà khi đã hạ cánh tại Hà Nội thì mọi người cảm thấy rất là vui sướng và hạnh phúc khi mọi người được đón như vậy. Trong buổi gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại sân bay, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup, ông Nguyễn Sĩ Hiển đã báo cáo nhanh quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam, cũng như những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao tinh thần thi đấu quên mình của toàn đội và nhân dịp năm mới, Bộ trưởng cũng gửi lời chúc đến toàn bộ thành viên của đội tuyển và gia đình, cũng như lì xì cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Mặc dù đội tuyển Việt Nam không thể tiến xa hơn tại vòng chung kết Asian Cup, nhưng việc giành được tấm vé vào vòng tứ kết là thành quả rất đáng tự hào mà các cầu thủ đã mang lại. Cá nhân bọn em thì luôn luôn ra sân và thi đấu nỗ lực hết mình, luôn luôn vì màu cờ sắc áo và hàng triệu người hâm mộ đứng sau lưng. Nên bọn em luôn quyết tâm thi đấu tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì không giành được những chiến thắng, nhưng bọn em cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình. Giải vòng chung kết này thì cũng ấn tượng, đáng ấn tượng đấy là cái sự đoàn kết của đội bóng, từng trận một và làm nên một cái điều cho các đội bạn biết đến bóng đá Việt Nam mình. Thực sự thì điều đọng lại cho em là em cảm thấy rất là tự hào về tập thể đội tuyển bóng đá Việt Nam, về những đồng đội của mình và cũng như ban huấn luyện, tập thể ban huấn luyện và tất cả mọi người ở trong đội đã luôn luôn cùng nhau đoàn kết và cố gắng thi đấu, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Do lịch về nước của đội tuyển Việt Nam có thay đổi khi máy bay hạ cánh sớm hơn 4 tiếng so với quy định. Tuy nhiên, vẫn có rất đông người hâm mộ có mặt tại sân bay Nội Bài để đón các tuyển thủ. Trong hôm nay, các thành viên của đội tuyển Việt Nam ở phía Nam sẽ bay nối chuyến luôn vào thành phố Hồ Chí Minh để về nhà nghỉ ngơi. Các thành viên phía Bắc cùng về Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sẽ trở về gia đình ngay trong hôm nay.